Chính phủ duyệt nơi đặt trụ sở của 36 bộ, ngành quy mô 90 ha. Đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030, gồm hai bản quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại hai khu vực là Tây Hồ Tây và Mễ Trì với tổng diện tích 90 ha. Hệ thống trụ sở mới có quy mô 90 ha. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030. Theo đồ án, hệ thống trụ sở mới này sẽ là nơi làm việc của 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc chính phủ và 6 cơ quan trung ương của các đoàn thể. Đồ án quy hoạch này gồm hai bản quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại hai khu vực là Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Trong đó, khu Tây Hồ Tây có diện tích 35 ha, gồm 20,7 ha thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ và 14,3 ha tại phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm. Khu Tây Hồ Tây sẽ bố trí 13 trụ sở làm việc có hình khối kiến trúc thống nhất về phía Bắc và Nam gắn với hai trục đường đô thị. Nơi đây sẽ thiết kế các công trình cao từ 12 đến 25 tầng, các công trình phụ trợ, dịch vụ thương mại cao 6 đến 34 tầng. Thống nhất chỉ giới xây dựng lùi so với mặt đường chính là 20 mét. Theo đồ án quy hoạch, giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ là giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Từ 2026 đến 2030 sẽ thực hiện đầu tư giai đoạn 1 và chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2. Trong đó sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng và đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan có nhu cầu cấp thiết cần di rời giai đoạn 1, hoàn thành trụ sở mới, di rời và bàn giao trụ sở cũ vào năm 2030 và chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2. Giai đoạn từ năm 2031 đến 2035 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở các bộ ngành còn lại và các công trình công cộng liên quan. Đối với khu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm có quy mô 55 ha, với 43,6 ha thuộc phường Mễ Trì và 11,4 ha thuộc phường Trung Văn. Dự kiến khu vực này sẽ là trụ sở làm việc của 23 cơ quan. Trụ sở làm việc ở đây được thiết kế cao 17 đến 25 tầng, giáp với đại lộ Thăng Long, đường Cương Kiên và đường Lê Quang Đạo kéo dài. Các công trình dịch vụ được thiết kế cao 3 đến 5 tầng, hệ thống tầng hầm từ 2 đến 5 tầng. Giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, tại khu vực Mễ Trì sẽ chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hoàn thành đưa công trình trụ sở Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vào sử dụng. Từ năm 2026 đến 2030, sẽ thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng, các cơ quan khác có nhu cầu di rời. Giai đoạn năm 2030 về sau, sẽ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các cơ quan có nhu cầu di rời, các cơ sở nhà đất sau di rời sử dụng cho mục đích công cộng, bãi xe. Đồ án quy hoạch cũng chỉ rõ, đối với hệ thống các cơ sở nhà đất hiện có sau khi di rời yêu cầu phải có biện pháp quản lý tập trung. Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định phương án khai thác cụ thể cho từng cơ sở nhà đất để phục vụ hoạt động của các cơ quan trung ương, phục vụ hoạt động của thành phố Hà Nội. Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng làm cơ quan hành chính thì thực hiện đấu giá công khai để thu lại nguồn lực cho nhà nước. Đối với cơ sở không có nhu cầu sử dụng làm cơ quan hành chính, việc chuyển đổi phải đảm bảo nguyên tắc đã được định hướng trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội là ưu tiên tái cấu trúc đô thị, sử dụng cho mục đích công cộng, vườn hoa, bãi đỗ xe, hạn chế việc chất thải thêm vào hạ tầng tại khu vực.